ô nhiễm môi trường nước được phân biệt thành ô nhiễm môi trường nước mặt, ao, hồ, sông, ngòi, ô nhiễm môi trường nước ngầm và ô nhiễm môi trường nước cục bộ ở các miệng xả cống thải nước. Ô nhiễm môi trường nước mặt và môi trường đất sẽ tác dụng dần dần và gây ra ô nhiễm môi trường nước ngầm. Trạng thái và tính chất ô nhiễm nước các miệng xả rất khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào các loại công nghiệp sản xuất. Nước thải công nghiệp thường gây nguy hiểm về ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như nguồn nước ngầm, phá hoại tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng của loài người. Những đặc trưng ô nhiễm môi trường nước, đô thị và công nghiệp chủ yếu là độ pH, nhiệt, COD, BOD, DO, hàm lượng cặn, độ cứng, hàm lượng nitơ, các hóa chất độc hại, clo, lưu huỳnh, các loại axit, dầu mỡ, thuốc trừ sâu, các kim loại thường và kim loại nặng, các chất hữu cơ, vi trùng, vi khuẩn, hàm lượng coli, mùi vị, vân vân. Nói chung, nước thải của các nhà máy nước ta phần lớn đều chưa qua xử lý nên gây ra ô nhiễm môi trường nước xung quanh miệng xả, có khi làm ô nhiễm cả một đoạn sông lớn, một hồ to, nhất là nước thải của các nhà máy hóa chất, các nhà máy sản xuất giấy, dệt nhuộm, các phân xưởng mạ kim loại, các nhà máy thực phẩm, lò sát sinh cũng như các bệnh viện. Hệ thống thoát nước ở hầu hết các đô thị nước ta là hệ thống thoát nước chung, nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa được xử lý đều chảy chung trong một hệ thống đường ống, mương rãnh và sông ngòi, nên đã gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng sông ngòi trong thành phố như sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, Hà Nội.